Cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ có khả năng sản xuất oxy cao, kể cả về ban đêm. Điều này sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn nhờ cải thiện nhịp thở. Lưỡi hổ là loại cây ưa ánh sáng gián tiếp, sống được trong các khu vực thiếu ánh sáng trong nhà. Loại cây này cũng có thể làm sạch không khí bằng cách hấp thụ formaldehyde, nitơ oxit, xylen, benzen, trichlorotilene. Cây dây nhện. Dây nhện được đánh giá cao về khả năng sản xuất oxy, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Cây dây nhện có sức sống mãnh liệt nhờ bộ rễ chùm chắc khỏe bám chặt vào đất. Sau một thời gian chăm sóc, từ một bụi cây nhỏ có thể mọc ra rất nhiều cây con khác nhau. Cây nhện là loại cây cần ẩm nên khi mà đất hơi khô thì cần phải tưới kịp thời. Cây lan ý. Lan ý là loại cây có hoa màu trắng nổi bật, có nguồn gốc từ các khu rừng mưa nhiệt đới tại Mỹ. Lan ý là một trong những loại cây lọc không khí hiệu quả vào bậc nhất vì nó có khả năng giải phóng oxy vào ban đêm, đồng thời giúp làm tăng độ ẩm lên đến 5%. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì loài cây này rất độc đối với loài mèo. Nha đam. Cây nha đam được biết đến rộng rãi với nhiều đặc tính chữa bệnh và sản xuất oxy. Nha đam được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận để làm thương hiệu sử dụng trong mỹ phẩm và nhiều sản phẩm chăm sóc da. Loại cây này phát triển mạnh trong môi trường nhiều nắng và chỉ cần tưới nước rất ít. Nha đam cũng có tác dụng làm sạch không khí khỏi các chất độc hại như aldehyde và benzen. Hoa oải hương. Trong nhiều nền văn hóa, hoa oải hương được coi là có tác dụng trong việc thanh lọc cơ thể. Hoa oải hương cũng được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các thụ thể cảm thụ mùi hương có thể gửi tín hiệu đến não, qua đó ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc. Hoa oải hương dạng khô còn được sử dụng để làm gối, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lưu ý, không nên để quá nhiều hoa oải hương trong phòng vì chúng có thể tạo mùi nồng gắt, gây nhức đầu, ngạt mũi. Những người bị kích ứng với mùi thơm hoa oải hương cũng không nên đặt cây này trong phòng ngủ. Cây hoa nhài. Hoa nhài mang vẻ đẹp tinh khiết cùng với hương thơm ngọt ngào. Vài nhành hoa nhài để trong phòng hoặc nụ hoa nhài sâu thành chuỗi treo trên tường sẽ mang lại mùi hương dễ chịu cho căn phòng của bạn. Hương thơm ngọt ngào của loài hoa này sẽ giúp làm giảm căng thẳng, tạo cảm giác thoải mái, lạc quan mỗi khi chúng ta bước vào phòng. Hoa hồng. Với hương thơm tự nhiên đặc trưng, hoa hồng được sử dụng phổ biến như là một liệu pháp mùi hương và có nhiều đặc tính tốt cho sức khỏe. Hương thơm hoa hồng tác động vào hệ thần kinh, giúp điều chỉnh cảm xúc, giảm mức độ căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một số nghiên cứu còn cho thấy hương thơm của hoa hồng kích thích cơ thể giải phóng dopamine, giúp cải thiện tinh thần. Ngoài ra, hương thơm hoa hồng có thể làm giảm mức độ đau, kích thích não giải phóng endorphin tự nhiên. Cây thường xuân. Thường xuân hay còn gọi là dây lá nho, dây nguyệt quế, có tác dụng thanh lọc không khí, xua đuổi muỗi, hỗ trợ ngủ ngon. Loại cây này ưa bóng râm nên có thể trồng hoặc treo trong nhà, văn phòng, ban công, nhà bếp hoặc ngoài trời. Cây có khả năng hấp thu nhiều chất gây ô nhiễm, đặc biệt là formaldehyde, benzen, xylen và toluen. Khi đặt cây trong phòng ngủ, bạn cần sắp xếp thời gian để chăm sóc cho chúng luôn được tươi tốt, khỏe mạnh. Nếu cây bị héo úa thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Lựa chọn và bố trí hợp lý cây cảnh, cả về kích thước lẫn vị trí. Không nên để cây quá to trong căn phòng nhỏ và cũng không nên để cây che mất quá nhiều ánh sáng từ cửa sổ đi vào phòng. Khi chọn cây hoa, nên lấy những màu sắc nhẹ nhàng làm chủ đạo. Không nên chọn hoa có màu và hương đậm, tránh sự ngột ngạt, dị ứng. Không nên đặt cây trồng tán rộng, tùm, kích thước lớn ở đầu giường vì có thể xảy ra sự cạnh tranh oxy về đêm. Nếu gốc cây ẩm ướt cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật sinh sôi, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.